Trở về Hà Lan, trở lại cuộc sống như xưa sau một tháng ăn chơi, về thăm nhà thăm má là ăn chơi một tháng. Bây giờ hai mẹ con mình là trở về Hà Lan. Hai mẹ con mình đang lên máy bay rồi. Đấy, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi mọi người. Lên cao an toàn rồi mọi người, đã bay lên rồi. Lên rồi mọi người, đó. Bay 1 tiếng rưỡi mà tới Singapore mọi người.
đang ngồi nhỉ? Bé đang coi 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 tivi. Singapore rồi mà chuyến bay của mình từ Việt Nam qua tới Singapore hơi bị trễ một tiếng và mình xuống mình không có thời gian nghỉ ngơi và cũng không có thời gian đi toilet nữa, đi WC nữa, mình xuống là lên luôn rồi mình đâu kịp gọi cho nhà mình nữa. Chắc má mình cũng đang chờ điện thoại cho mình về Singapore chờ 2 tiếng mà lại không, tại từ Việt Nam qua tới Singapore là trễ một tiếng à. Bây giờ nó tới, nó đúng giờ bay rồi, nó cho mình lên luôn. Hồi nãy máy bay mình ăn mà cũng không ngon mấy, mình ăn ít, giờ hơi đói. Ăn bánh mì mọi người, ăn bánh mì Việt Nam ngon. Ngon này không? Bây giờ mình ngồi đây chờ. Đây là mình máy bay tiếp à? Chuẩn bị bay tiếp mọi người, cũng chưa cho mình nghỉ một tí nào ấy, mình cứ xuống là đi vào luôn đó mọi người, không có thời gian để nghỉ luôn. Nhưng mà kệ như vậy cũng được chứ, mất công mình ngồi ngoài chợ cũng mệt mỏi, bay luôn đi cho nó nhàn đúng không? Đó mọi người ơi, chuyến bay mình đã bay được bây giờ, tại bây giờ là mình đã bay được 7 tiếng rồi mọi người. Còn khoảng 5 tiếng nữa là mình đáp. Hai mẹ con mình ngủ, gái mình vẫn đang ngủ. Giờ thì mình dậy rồi, không thấy mệt mấy mọi người, đi cũng không mệt bình thường. Mọi người ơi, giờ còn 2 tiếng nữa là mình tới Hà Lan rồi, tới Amsterdam rồi. Bây giờ cho dậy rồi, chuẩn bị ăn xong rồi về là mình đáp với mọi người. Đây lại còn mình ngủ quá trời ngủ luôn, ngủ trên bay ngủ quá trời ngủ luôn. Mệt đâu, gái mình nói mà không mệt. 2 tiếng nữa thôi là mình về tới Amsterdam. Giờ
vậy, mình cũng kêu giống như con gái của mình mọi người. Mình đã về tới Hà Lan bình an rồi mọi người. Mình đã kiểm tra hành lý xong rồi. Bây giờ mình đi ra xe về nè. Đấy, đây là cuộc hành trình của hai mẹ con mình từ Việt Nam trở về Hà Lan. Đấy, mình dừng video đây nhé. Mình đi về đây. Mình ra tới xe rồi. Hẹn mọi người video mới tiếp theo nhé. Bye. Bye cả nhà. Bye. Một chuyến bay dài cũng mệt rồi mọi người. Bye cả nhà.